cập nhật diễn biến căng thẳng xoay quanh xung đột ở Đông Âu. Nhiều chuyên gia chỉ ra Nga đang tung chiêu khiến Ukraine khốn đốn mà không cần vũ khí hạt nhân. Đó là gì? Rộ tin Nga có đơn vị quân sự bí mật đứng sau các đòn tấn công tên lửa chính xác vào Ukraine. Thực hư ra sao? Cơ quan chức Anh cảnh báo Nga đang triển khai quân tinh nhuệ hơn đến Kherson giữa giao tranh khốc liệt. Đáng chú ý, Bộ Quốc phòng Anh nói Nga đang chuyển tên lửa đạn đạo cỡ lớn tới Belarus. Một số tin tức đáng chú ý khác, Mỹ tuyên bố sẽ không công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân. Chuyên gia cảnh báo vụ tấn công chồng Chủ tịch Hạ viện Mỹ có thể kích động các hành động cực đoan khác. Lo ngại còn nhiều nạn nhân mất tích trên sông sau vụ sập cầu ở Ấn Độ. Tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tin Quốc tế. Thưa quý vị, tình hình ở Ukraine tiếp tục leo thang căng thẳng khi Nga tiến hành các cuộc tấn công dồn dập mới vào các thành phố của Ukraine. Theo truyền thông Mỹ Newsweek, đây là dấu hiệu cho thấy các cuộc công kích dữ dội sẽ tiếp diễn trong thời gian tới và Nga có thể thay đổi chiến lược quân sự bất kể giá nào. Hôm 31 tháng 10, Nga đã tiến hành các đợt tấn công tên lửa vào các vùng ngoại ô của Kiev, Dnipro, Zaporizhia, Kirovohrad cùng nhiều khu vực khác nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng và nguồn cung cấp nước. Thủ tướng Ukraine Denis Shmyhal đã nói người Nga là những kẻ cực đoan vì hành vi gây hấn khiến khoảng 80% hộ gia đình ở Kiev không có nước. Được biết, Nga đã dùng các tên lửa KH-101 và KH-555. 44 tên lửa đã bị Ukraine bắn hạ. Newsweek dẫn nguồn tin ước tính rằng các cuộc tấn công vừa qua khiến Nga thiệt hại từ 400 đến 600 triệu đô la. Đây là con số mà các chuyên gia về vũ khí vẫn đang tranh cãi. Ian Williams, thành viên chương trình an ninh quốc tế tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế nhận định, con số này có vẻ hơi bị thổi phồng. Forbes trước đây ước tính rằng chi phí phóng 84 tên lửa hành trình và 24 máy bay không người lái của Nga trên lãnh thổ Ukraine vào ngày 10 tháng 10 khiến nước này thiệt hại trung bình từ 400 đến 700 triệu đô la Mỹ. Các tên lửa bao gồm KH-101, KH-555, Calibre, Iskander, S-300 và Tornado S. Trong khi đó, Jordan Cohen, một nhà phân tích chính sách tại Viện CATO, nói với Newsweek rằng ngân sách quốc phòng của Nga thực sự không phải là thước đo mà ông dùng để đánh giá liệu nước này có thể tiếp tục chiến dịch ở Ukraine hay không. Ông Cohen nói rằng điều ông quan tâm là những cuộc tấn công gần đây hé lộ nhiều điều về mục tiêu chiến lược hiện tại của Nga. Theo ước tính của tôi, Nga chủ yếu theo đuổi các mục tiêu dân sự và cố gắng khiến các quốc gia châu Âu trả giá đắt khi can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine, ông nhận định. Vị chuyên gia cũng nói rằng ông Putin nhắm mục tiêu vào lương thực, nước uống và nguồn điện ở Ukraine, đồng thời tuyên bố ngừng tham gia sáng kiến ngũ cốc Biển Đen có khả năng dẫn đến tình trạng bất ổn nghiêm trọng. Trong khi đó, Eric Gomez, một thành viên cấp cao tại Viện CATO, nói với Newsweek rằng cần đánh giá nghiêm túc những tác động chiến lược từ việc Nga triển khai tên lửa dẫn đường chính xác tầm xa. Ban đầu, các cuộc tấn công bằng tên lửa dẫn đường chính xác tầm xa của Nga chủ yếu nhắm vào các mục tiêu quân sự hoặc công nghiệp quốc phòng, chẳng hạn như các căn cứ không quân, bộ chỉ huy và kiểm soát của Kiev. Tuy nhiên, điều này rõ ràng không ngăn được Ukraine tiến hành các cuộc tấn công. Do đó, Moscow phải thay đổi chiến lược. Các đợt không kích cơ sở hạ tầng dân sự gần đây đánh dấu sự thay đổi trong cách tiếp cận của Nga. Rất khó để nói hiệu quả chiến lược sẽ như thế nào, ông Gomez nói. Vị chuyên gia nhận định, diễn biến trên có thể cho thấy nguy cơ Ukraine bị tấn công hạt nhân đã giảm đi, nhưng xung đột có thể leo thang một cách khác. Ông Gomez nói, một chiến dịch tấn công bằng tên lửa chính xác tầm xa nhắm vào các cơ sở hạ tầng dân sự chứng tỏ Nga có thể khiến Ukraine chật vật theo một cách mới mà không cần sử dụng vũ khí hạt nhân. Eurasian Times cho biết, một cuộc điều tra độc lập gần đây cho thấy một đơn vị quân sự bí mật của Nga có thể đứng sau các cuộc tấn công tên lửa chính xác vào Ukraine. Đơn vị này gồm hàng chục kỹ sư trẻ và chuyên gia trong ngành công nghệ thông tin. Thông tin trên được tổ chức điều tra Bellingcat của Đức và hãng truyền thông Insight công bố, trong đó xác định đơn vị quân sự bí mật của Nga có hơn 30 người hoạt động trong trung tâm vận hành máy tính của Bộ Tổng tham mưu Nga, viết tắt là GVC. Các chuyên gia tại đây chịu trách nhiệm xác định chính xác tọa độ bay của tên lửa. Insight đã điều tra bằng cách kiểm tra nhật ký cuộc gọi của Thiếu tướng Robert Baranov, lãnh đạo trung tâm. Insight cũng phát hiện Đại tá Nga Igor Badiuk
thường xuyên liên lạc với hơn 20 kỹ sư quân sự và chuyên gia công nghệ thông tin, làm việc ở trung tâm có tên MCC. Nhóm điều tra sau đó đã tổng hợp được một đơn vị gồm 33 kỹ sư quân sự, làm việc dưới quyền của Đại tá Baniuk, thông qua cụm cuộc gọi định kỳ của ông. Đơn vị quân sự bí mật của Nga được cho là chia thành 3 đội, mỗi đội giám sát đường bay của một loại tên lửa chính xác cao, bao gồm ZM-14, Kalib, tấn công trên biển, 9M-728, hệ thống tên lửa tác chiến Iskander trên bộ và X-101 tấn công trên không. Phóng viên đã liên hệ với những kỹ sư theo số điện thoại thu được. Họ đều phủ nhận làm việc cho trung tâm vận hành máy tính của Bộ Tổng tham mưu, đồng thời bác bỏ việc phục vụ cho lực lượng vũ trang Nga tham gia vào các cuộc tấn công tên lửa vào Ukraine. Phía Nga chưa đưa ra bình luận nào liên quan đến sự việc trên. Tình hình mặt trận ở Ukraine vẫn đang vô cùng khốc liệt. Tướng Lloyd Dunhart, cựu Tổng tham mưu trưởng quốc phòng của Anh, chia sẻ với Sky News rằng dường như Nga sẽ triển khai những binh lính giàu kinh nghiệm hơn tới khu vực phía nam Kherson, nơi được dự đoán có thể xảy ra một cuộc đại chiến trong thời gian tới. Ông Dunhart nhận định xung đột quanh Kherson ngày càng căng thẳng. Có vẻ như người Nga đã điều động được một số quân tinh nhuệ hơn để bảo vệ Kherson. Đây vốn là một trong những thành phố lớn mà Moscow giành được cho đến nay. Nếu để mất khu vực này, đó là thất bại lớn cho Nga nói chung và khiến Tổng thống Vladimir Putin lúng túng. Ông Lodanat nói thêm rằng, ông Putin tiếp tục gây áp lực lên người dân Ukraine bằng cách nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng. Tuy nhiên, sẽ thật sai lầm nếu ông ta nghĩ rằng có thể phá vỡ ý chí của người dân Ukraine. Theo tôi, hầu hết chuyên gia sẽ đồng ý rằng những nỗ lực như vậy sẽ không hiệu quả. Người Ukraine rất bận tâm, binh lính của họ quyết tử trên mặt trận và người dân của họ cũng cam kết giữ vững các thành phố và thị trấn của mình. Hiện những nhận định liên quan đến xung đột ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Tại Zaporizhia, chia sẻ với TASS, ông Vladimir Rogov, quan chức do Nga bổ nhiệm trong khu vực cho biết có hơn 200 lính biệt kích Ukraine đang huấn luyện trong khuôn viên nhà máy Zhivra để chuẩn bị cho một cuộc tấn công đổ bộ. Cụ thể, ông Rogov nói, nhà máy Zhivra đang trở thành nơi huấn luyện của lực lượng đặc nhiệm Ukraine, có hơn 200 lính đang tập luyện ở cầu cảng của nhà máy. Ukraine phong tỏa các cơ sở lưu trữ dầu lớn đã tạm ngừng hoạt động ở nhà máy Zhivra. Những nơi này cách xa khu dân cư. Lính Ukraine tập trận liên tục để chuẩn bị cho một cuộc tấn công đổ bộ từ hữu ngạn sông Dnipro sang phía tả ngạn mà Nga đang kiểm soát, ông Rogov cho biết. Ngoài ra, vị quan chức thân Nga còn chia sẻ, lính biệt kích Ukraine diễn tập tiến quân từ làng Vladimirskoye gần thành phố Zaporizhia và đổ bộ xuống khu vực gần cầu cảng của nhà máy Zhivra. Trước đó, nhóm quân đặc nhiệm của Kiev được cho là đã tổ chức huấn luyện ở Vodoandreyevka, hơi xa một chút so với Zhivra. Hiện những tin tức liên quan đến mặt trận ở Ukraine chưa thể được kiểm chứng độc lập. Ở diễn biến khác đáng chú ý, Sky News đưa tin hôm 31 tháng 10, Bộ Quốc phòng Anh cho biết Nga có khả năng đã chuyển các tên lửa đạn đạo cỡ AS-24 Kinjal đến Belarus như một thông điệp gửi đến phương Tây. Cụ thể ra sao? London cho biết Moscow có lượng dự trữ tên lửa AS-24 Kinjal rất hạn chế và đang sử dụng các loại vũ khí tầm xa tiên tiến này để đạt những mục tiêu kém quan trọng. Phía Anh cho biết, việc trang bị những vũ khí như vậy ở Belarus đang mang lại cho Nga ít lợi thế hơn nếu tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Ukraine. Do đó, việc triển khai những tên lửa này chủ yếu là nhằm gửi thông điệp đến phương Tây. Bộ Quốc phòng Anh nhận định, đây là minh chứng cho việc Belarus ngày càng trở thành một bên can dự vào cuộc xung đột ở Ukraine. Anh nói rằng, nhiều tên lửa đã được bắn vào Kiev từ lãnh thổ của Minsk. Tuy nhiên, cho đến nay, Belarus vẫn bác bỏ việc tham gia vào chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. London chỉ ra, một số hình ảnh cho thấy hai tiêm kích đánh chặn MiG-31K Foghorn của Nga gần như chắc chắn đậu tại sân bay Machulichi của Belarus, có bộ phận được cho là có thể kết nối với tên lửa đạn đạo phóng từ trên không AS-24 Kinjal cỡ lớn mà biến thể MiG-31K đã được chỉnh sửa để có thể mang theo. Hôm 1 tháng 11, trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Belarus phụ trách hợp tác quân sự quốc tế Valery Rivenko cho biết hai trung tâm huấn luyện quân sự chung của nước này với Nga đã được triển khai ở Belarus, theo TASS đưa tin.
Ông Rybenko đã đăng tải trên Twitter nội dung với sắc lệnh tương ứng, Tổng thống Belarus đã thông qua dự thảo thảo luận với Nga về việc thành lập và vận hành các trung tâm huấn luyện chung. Hiện hai trong số đó đã đi vào hoạt động, đào tạo quân nhân trên lãnh thổ Belarus. Theo TASS, các lực lượng này bao gồm lực lượng phòng không và vũ trụ, đơn vị pháo binh và tên lửa. Ngoài ra có một trung tâm huấn luyện đặt ở Nga. Trước đó, hôm 31 tháng 10, Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko đã ký sắc lệnh phê duyệt dự thảo thỏa thuận với Nga về việc thành lập và vận hành các trung tâm huấn luyện và chiến đấu nhằm xúc tiến các hoạt động đào tạo chung cho quân nhân của hai nước. Tài liệu cho phép Bộ Quốc phòng Belarus đàm phán và ký kết thỏa thuận trong giới hạn của dự thảo đã được phê duyệt. Hôm 1 tháng 11, Sky News dẫn lời Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh Anh cho biết các chuyên gia an ninh mạng của nước này đã và đang đóng vai trò quan trọng trong nỗ lực bảo vệ Ukraine khỏi các cuộc tấn công mạng của Nga. Liên quan đến bình luận này, ông Leo Duchetti, Bộ trưởng Bộ Cựu Chiến binh Anh cho biết các cuộc tấn công mạng của Nga là rất khủng khiếp khi chúng nhắm đến hầu hết các dịch vụ hạ tầng dân sự cơ bản. Nếu không có sự trợ giúp từ London, thiệt hại sẽ rất khó lường. Không chỉ riêng Ukraine, ông Duchetti cho biết, Anh cũng đã tăng cường khả năng phòng thủ hệ thống hạ tầng của mình trước những mối đe dọa tiềm tàng hiện nay. Anh Quốc nhận thức rõ đất nước đang đối mặt với những hiểm nguy gì, do đó chúng tôi đã chuẩn bị kỹ càng để tự bảo vệ mình, ông nói. Ông còn tự tin khẳng định, các chuyên gia Anh có kiến thức chuyên môn sâu về an ninh mạng và sẵn sàng chia sẻ điều đó với các đồng minh cũng như Ukraine. Phó Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Dmitry Polyansky cho biết, trong cuộc họp tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 31 tháng 10, các nước phương Tây đã không trực tiếp phủ nhận liên quan đến vụ tấn công Sevastopol, theo TASS đưa tin. Ông Polyansky đã đăng tải trên Telegram nội dung: "Chúng tôi đã trích dẫn các sự kiện dựa trên thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga để chỉ ra rằng Moscow buộc phải ngừng tham gia vào thỏa thuận nối lại xuất khẩu ngũ cốc của Kiev ở Biển Đen." Ông Polyansky cho rằng Ukraine đã tiến hành các cuộc tấn công vào Sevastopol thuộc bán đảo Crimea với sự giúp đỡ của phương Tây, trong khi đổ các phái đoàn của phương Tây chỉ chăm đổ lỗi cho Nga về tình hình chung. Họ nhắc lại các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng của Ukraine, cố gắng gây sợ hãi bằng cách đổ lỗi Nga gieo rắc nạn đói trong thời gian tới, đồng thời kêu gọi Moscow quay lại thỏa thuận nối lại xuất khẩu ngũ cốc ngay lập tức. Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga đã tố Ukraine đưa các chuyên gia Anh hướng dẫn để tiến hành vụ tấn công cực đoan nhắm vào hạm đội Biển Đen và các tàu dân sự. Điều này ảnh hưởng đến việc đảm bảo an ninh ở hành lang ngũ cốc. Do đó, Nga đã quyết định đình chỉ việc tham gia các hiệp định về xuất khẩu lương thực của Ukraine. Phía Moscow lưu ý, việc sử dụng các hành lang nhân đạo cho mục đích quân sự đi ngược lại với thỏa thuận đã đạt được ở Istanbul. Nhà ngoại giao Nga cũng lưu ý rằng các nước đang phát triển có vẻ thận trọng và chú trọng lợi ích của họ trong việc khuyến khích các bên tiến hành thỏa thuận một cách hiệu quả. Ở diễn biến khác, trong tuyên bố hôm 31 tháng 10, Bộ Ngoại giao Moldova cho biết nước này đã chỉ định một nhà ngoại giao ở Đại sứ quán Nga là nhân vật không được chào đón và yêu cầu người này rời khỏi Moldova ngay lập tức. Tên của quan chức nói trên không được công bố, theo CNN đưa tin. Bộ Ngoại giao Moldova tuyên bố quan chức ngoại giao Nga sẽ buộc phải rời khỏi lãnh thổ của Cộng hòa Moldova. Bộ này đã thông báo quyết định của mình cho phía Nga và Đại sứ Nga tại Chisinau vào hôm 31 tháng 10. Phía Moldova giải thích quyết định trên được đưa ra trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa vào Ukraine tiếp tục khiến an ninh trong khu vực trở nên bất ổn. Người dân Moldova ngày càng cảm nhận được những tác động thảm khốc của xung đột. Bộ Ngoại giao lưu ý thêm các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine tạo ra các mối đe dọa ngày càng tăng đối với an ninh năng lượng của Moldova. Những diễn biến trên xảy ra giữa bối cảnh hôm 31 tháng 10, một số ngôi nhà tại làng Nasnavia của Moldova, nơi nằm ngay biên giới với Ukraine, đã bị phá hủy sau khi một tên lửa do lực lượng Ukraine đánh chặn rơi xuống phía bắc khu vực, theo thông tin Bộ Nội vụ Moldova cho biết. Chuyển sang một số tin tức đáng chú ý khác. Các ứng cử viên Đảng Dân Chủ và Cộng Hòa vẫn đang cố tìm kiếm sự ủng hộ của cử tri Mỹ khi cuộc bầu cử giữa kỳ chỉ còn cách một tuần. Hai bên đều biết cuộc bỏ phiếu sắp tới được xem là cuộc trưng cầu dân ý sau gần 2 năm Tổng thống Joe Biden điều hành đất nước. Theo đài NHK hôm 1 tháng 11 cho hay, hai đảng đang có các chiến lược khác nhau cho cuộc bầu cử.
Theo giới phân tích và trang thăm dò Real Clear Politics, Đảng Dân Chủ sẽ có khả năng mất đa số ghế tại Hạ viện, trong khi cuộc chiến tranh ưu thế tại Thượng viện rất xích sao. Đài NHK hôm 1 tháng 11 cho rằng Đảng Cộng Hòa và Đảng Dân Chủ đang có các chiến lược khác nhau cho cuộc bầu cử. Cựu Tổng thống Donald Trump và Đảng Cộng Hòa nhiều lần chỉ trích Tổng thống Joe Biden vì để giá cả tăng cao, đồng thời nhấn mạnh nỗi sợ của người dân về tình hình tội phạm. Trong khi đó, các thành viên Đảng Dân Chủ khuyến khích người dân tận dụng lợi thế của việc bỏ phiếu sớm. Ông Biden nằm trong số hàng triệu người đã đi bỏ phiếu hôm 29 tháng 10. Tỷ lệ ủng hộ chủ nhân Nhà Trắng đã sụt giảm trong những tháng vừa qua. Các nhà phân tích tại Real Clear Politics đánh giá tỷ lệ ủng hộ của ông hiện đạt 42,7%. Liên quan đến vụ tấn công chồng Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi, theo lời khai của Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI, nghi phạm nói rằng ông ta định bắt bà Nancy Pelosi làm con tin. Nếu bà nói sự thật thì ông sẽ để bà đi, bằng không ông sẽ tấn công nếu bà nói dối. Tuy nhiên thì vẫn không rõ nghi phạm muốn tra hỏi bà Pelosi về điều gì. Đáng chú ý là theo một chuyên gia, việc cấm các cá nhân có quan điểm cực đoan trên mạng xã hội sẽ gây ra những tác động tiêu cực như vụ tấn công này. Theo Reuters, một người dùng Internet trùng tên với nghi phạm đã bày tỏ ủng hộ đối với cựu Tổng thống Donald Trump và thuyết âm mưu của QAnon trong các bài đăng trực tuyến. Cass, người sáng lập và giám đốc điều hành của SIT, Intelligent Group, nói rằng việc cấm những cá nhân có quan điểm cực đoan trên các trang mạng xã hội chính thống sẽ đẩy họ vào các cộng đồng không được kiểm soát. Điều này sẽ ngày càng cực đoan hóa những cá nhân này. Điều đó sẽ dẫn đến một cộng đồng cực đoan hơn, một cộng đồng kêu gọi bạo lực, bà Cass nói với Reuters. Chuyên gia nhận định, mặc dù cuộc tấn công vào bà Pelosi dường như đã thất bại, nhưng nó thực sự không thất bại, vì đối với cộng đồng có quan điểm cực đoan, nếu có một người đứng lên hành động, sẽ có những người khác cũng hành động theo, cho dù đó là bà Pelosi hay các mục tiêu khác của các thuyết âm mưu. Nghi phạm David Weiner DePape bị cáo buộc tội danh hành hung và có ý định bắt cóc sau khi đột nhập nhà của bà Nancy Pelosi và tấn công chồng của nữ chủ tịch Hạ viện vào hôm 28 tháng 10. Theo tuyên bố của Bộ Tư pháp Mỹ, nghi phạm có thể phải đối mặt với án phạt tù tối đa 50 năm nếu bị tuyên án có tội. Các cáo buộc trên được đệ trình lên Tòa án Liên bang vào hôm 31 tháng 10. Bất chấp tình trạng căng thẳng gia tăng tại eo biển Đài Loan, lãnh đạo các quốc gia vẫn nhiều lần đến thăm hòn đảo này suốt thời gian qua. Trang tin Taiwan News vừa cho biết, một phái đoàn gồm 12 thành viên thuộc Liên minh Nghị viện về Trung Quốc, IPAC, đã đến thăm đảo Đài Loan trong ngày 1 tháng 11. Theo Taiwan News, từ ngày 1 đến ngày 4 tháng 11, phái đoàn sẽ gặp mặt các quan chức cấp cao của Đài Loan, bao gồm nhà lãnh đạo Thái Anh Văn, Viện trưởng Viện Hành pháp Đài Loan Ngô Trinh Sương, và người đứng đầu cơ quan ngoại giao Ngô Chiêu Nhiếp. Ngoài ra, phái đoàn gồm các quốc gia châu Âu sẽ tham gia các cuộc họp khác nhằm tăng cường hợp tác với Đài Loan trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư và công nghệ. Trưởng phái đoàn, ông Reinhard Butikofer cho biết đây là chuyến thăm với tham vọng rất thiết thực. Sau chuyến thăm, cơ quan lập pháp của IPAC sẽ định hình rõ về những việc cần làm trong thời gian tới và sẽ cố hết sức để đạt được mục tiêu này. Gần đây nhất, phái đoàn châu Âu do Phó Chủ tịch Nghị viện châu Âu dẫn đầu đã đến thăm Đài Loan vào tháng 7. Hiện tại Trung Quốc vẫn chưa đưa ra phát ngôn chính thức nào liên quan đến chuyến thăm lần này của IPAC. Trước tin đồn về việc giao các lô hàng tên lửa Javelin từ Mỹ bị trì hoãn hôm 31 tháng 10, người đứng đầu cơ quan phòng vệ đảo Đài Loan Khâu Quốc Chính đã lên tiếng bác bỏ. Ông nói, việc chuyển giao các tên lửa sẽ diễn ra theo đúng kế hoạch. Theo một nhà lập pháp tên Gwen Uyosha, Mỹ dự kiến chuyển giao 460 tên lửa TOW cho Đài Loan trong năm nay, nhưng đến nay chưa có tên lửa nào được nhận. CNA đưa tin, ngoài ra 400 tên lửa Javelin ban đầu dự kiến sẽ được chuyển đến Đài Loan trong năm nay, nhưng bị trì hoãn cho đến năm sau, vị quan chức nói thêm. Trước cuộc họp về ngân sách của Ủy ban Đối ngoại và Phòng vệ, ông Khâu Quốc Chính cho rằng việc chuyển giao bị ảnh hưởng bởi xung đột ở Đông Âu và đại dịch, nhưng các lô hàng sẽ được hoàn thành đúng thời hạn, ông nói. Bên cạnh đó, vị quan chức khẳng định cơ quan phòng vệ sẽ cố gắng khắc phục các trở ngại trong việc mua thiết bị quân sự từ nước ngoài. Trong cuộc họp về ngân sách, Tham mưu trưởng Lục quân Chang Ian-Hosun cho biết
tên lửa TOW sẽ được chuyển giao theo lô trước năm 2024, trong khi lô tên lửa Javelin đầu tiên sẽ được giao trước cuối năm nay, theo Liberty Times. Liên quan đến vấn đề Triều Tiên, Korean Herald đưa tin hôm 1 tháng 11, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho biết Hoa Kỳ sẽ không bao giờ công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân, cho dù Bình Nhưỡng có sở hữu và tiến hành bao nhiêu vụ thử hạt nhân đi chăng nữa. Ngoài ra, ông Price còn khẳng định Washington sẽ làm mọi cách để phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Công nhận Triều Tiên là quốc gia hạt nhân không bao giờ là chính sách của chúng tôi và sẽ không có thay đổi nào trong chính sách này. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là bán đảo Triều Tiên cần phải được phi hạt nhân hóa hoàn toàn nhằm tạo điều kiện nối lại bất kỳ cuộc đàm phán nào, ông Ned Price tuyên bố. Bình luận của ông Price được đưa ra sau khi có thông tin Mỹ đang cân nhắc khả năng công nhận Triều Tiên là một quốc gia hạt nhân, qua đó đưa quốc gia này đứng ngang hàng với các cường quốc như Mỹ, Anh, Pháp, Nga và Trung Quốc. Trong những tháng gần đây, tình hình bán đảo Triều Tiên đang rất căng thẳng với hàng loạt các cuộc thử nghiệm tên lửa cùng với các đợt tập trận pháo binh. Chưa hết, giới quan sát còn cho rằng Bình Nhưỡng đang chuẩn bị cho vụ thử hạt nhân lần thứ 7. Lần gần đây nhất, nước này tiến hành thử hạt nhân vào hồi tháng 9 năm 2017. Thưa quý vị, vũ khí hạt nhân là chủ đề đang được thế giới chú ý suốt thời gian qua. Mới đây, hãng tin NHK cho biết, dự thảo Thế giới phi hạt nhân do Nhật Bản soạn thảo đã được Ủy ban của Liên Hợp Quốc thông qua sau cuộc họp ngày 31 tháng 10. Theo kết quả bỏ phiếu, 130 quốc gia đã chấp thuận dự thảo do Nhật Bản đề xuất. Nga, Trung Quốc và 4 quốc gia khác đã bỏ phiếu phản đối dự thảo lần này. Theo bản dự thảo, các quốc gia sở hữu được khuyến khích từ bỏ vũ khí hạt nhân. Các quốc gia này cũng được khuyến cáo hạn chế sử dụng những lời lẽ quá khích liên quan đến việc sử dụng vũ khí hạt nhân. Bản dự thảo cũng đề cập đến những bất ổn về môi trường an ninh toàn cầu, chủ yếu xuất phát từ những lo ngại đối với xung đột giữa Nga và Ukraine. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, ông Masuno Hirokazu, bày tỏ sự hoan nghênh đối với kết quả bỏ phiếu tại ủy ban lần này. Ông Masuno cho rằng điều quan trọng là dự thảo đã nhận được sự ủng hộ từ các quốc gia có quan điểm khác nhau về vấn đề giải trừ hạt nhân. Ông cho biết Nhật Bản sẽ tiếp tục cố gắng với những hành động thực tế để đem lại một thế giới không có vũ khí hạt nhân trong tương lai. Nhật Bản là quốc gia duy nhất trên thế giới từng chịu hậu quả bởi vũ khí hạt nhân. Đây là năm thứ 29 liên tiếp Ủy ban của Liên Hợp Quốc thông qua dự thảo này của Nhật Bản. Theo dự kiến, bản dự thảo lần này sẽ được trình lên Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong cuộc họp vào tháng 12 sắp tới. Thưa quý vị, mùa đông lạnh giá đặt ra nhiều thách thức cho các quốc gia trên thế giới trong bối cảnh giá năng lượng không ngừng leo thang. Mới đây, thì chính phủ Nhật vừa yêu cầu các hộ gia đình và doanh nghiệp bắt đầu tiết kiệm điện từ tháng 12. Sau 7 năm, đây là lần đầu tiên chính phủ Nhật Bản phải đưa ra yêu cầu tiết kiệm điện khi hệ thống cung ứng quốc gia có thể gặp rủi ro. Thông tin ngày 1 tháng 11 từ hãng tin NHK cho biết, chính phủ Nhật Bản chính thức yêu cầu các hộ gia đình và doanh nghiệp tiết kiệm điện từ tháng 12 năm nay đến tháng 3 năm sau. Cụ thể, chính phủ yêu cầu người dân mặc quần áo ấm khi ở trong nhà và tắt đèn nếu không sử dụng. Theo NHK, các quan chức Nhật Bản ước tính nếu các hộ gia đình giảm 1% năng lượng sử dụng, thì lượng điện tiết kiệm đủ cung cấp cho 15.000 cửa hàng tiện lợi. Trong khi đó, nếu các văn phòng quốc gia giảm 1% năng lượng sử dụng, thì lượng điện tiết kiệm đủ cung cấp cho 100.000 hộ gia đình. Các quan chức cũng cho biết hệ thống cung ứng điện tại Nhật Bản có thể duy trì tỷ lệ dự trữ 3%, mức tối thiểu để đảm bảo ổn định nguồn cung trên toàn quốc. Tuy nhiên, chi phí mua khí tự nhiên hóa lỏng vẫn ở mức cao do xung đột giữa Nga và Ukraine. Thưa quý vị, tình trạng lạm phát và mất giá đồng nội tệ đang khiến nhiều quốc gia lâm vào tình cảnh khó khăn, thậm chí phải tìm sự hỗ trợ từ các tổ chức tài chính trên thế giới. Ghana, một trường hợp như vậy. Mới đây, chính phủ Ghana đã phải lên tiếng trấn an khi xuất hiện những tin đồn liên quan đến trái phiếu chính phủ. Theo Reuters, trong bài phát biểu ngày 30 tháng 10 nhằm trấn an nhà đầu tư, Tổng thống Ghana, ông Nana Akufo-Addo cho biết, các cuộc đàm phán với Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF đang diễn ra tốt đẹp và đảm bảo sẽ không có cá nhân hay nhà đầu tư tổ chức nào bị ảnh hưởng. Ông Akufo-Addo cũng khẳng định các tin đồn về khả năng tái cấu trúc nợ hoàn toàn là thông tin sai sự thật. Các cuộc thương lượng với IMF sẽ không làm thay đổi mệnh giá trái phiếu chính phủ. Theo đó, Ghana đã tiến hành các cuộc đàm phán để nhận được sự hỗ trợ từ IMF vào tháng 7 khi các nhà đầu tư nước ngoài bán phá giá trái phiếu chính phủ, dẫn đến nhiều bất ổn về kinh tế và xã hội.
Trong bài phát biểu, Tổng thống Akufo-Addo cũng cho biết chính phủ vẫn có thể kiềm chế khủng hoảng kinh tế với mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô trong vòng 3 đến 6 năm. Khi đó, tỷ lệ nợ trên GDP sẽ giảm xuống còn 55% vào năm 2028. Theo Reuters, đồng CDI của Ghana sẽ giảm hơn 40% trong năm nay. Trong khi đó, lạm phát tiêu dùng tháng 9 tại Ghana ở mức 37,2%, cao nhất trong vòng 21 năm qua. Những hình ảnh do Reuters ghi lại cho thấy những người di cư Venezuela băng qua con sông Rio Grande để vào Hoa Kỳ, nhưng sau đó là phải lùi lại khi bị lực lượng tuần tra bắn đạn cao su vào người. Anh Elias Puente Segu, người di cư Venezuela, cho biết anh đã bị bắn đạn cao su vào cổ và lưng khi đang đứng ở dưới sông. Theo video được Reuters đăng tải, những người di cư mang theo cờ Venezuela, Mexico và Honduras biểu tình ở thành phố Ciudad Juarez của Mexico yêu cầu được phép vào Mỹ. Họ cũng cầm theo lá cờ lớn của Mỹ với cụm từ "Những người di cư dựng xây nước Mỹ". Theo số liệu của Liên Hợp Quốc, trong những năm gần đây, gần 7,1 triệu người Venezuela đã rời bỏ đất nước để thoát khỏi tình trạng nền kinh tế và xã hội của đất nước trở nên rệu rã. Giới chức Ấn Độ cho biết hôm 1 tháng 11 có thể còn có nhiều thi thể còn mất tích trên sông khi các hoạt động tìm kiếm và cứu hộ được nối lại. Ít nhất 135 người thiệt mạng sau khi một cây cầu treo ở miền Tây Ấn Độ bị sập vào chiều ngày 30 tháng 10, theo Reuters. Các đội ứng phó thảm họa quốc gia, hải quân và quân đội Ấn Độ tiếp tục ngày tìm kiếm thứ ba vào hôm 1 tháng 11. Các thợ lặn sâu cũng đã được huy động để hỗ trợ các nỗ lực tìm kiếm nạn nhân. Theo tư lệnh của lực lượng cứu hộ thảm họa quốc gia, được biết vào chiều ngày 30 tháng 10, gần 500 người đã lên cây cầu treo gần 150 tuổi ở thị trấn Morbi. Dây cáp cầu đứt khiến nhiều người rơi xuống nước và thiệt mạng. Đây là thảm kịch chết người lớn nhất Ấn Độ trong vòng 10 năm qua. Theo hãng tin Reuters, cảnh sát Ấn Độ đã bắt 9 người để điều tra vụ sập cầu. Tin tức vừa rồi đã kết thúc chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.